Ok, mình lại tiếp tục chào các bạn nhé. Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái Vân Du nhé, một cái kiểu phó bản của game này nhé. Thì đầu tiên bây giờ mình sẽ ấn vào trong này thôi. Mình sẽ ấn vào cái Vân Du này, nó cho bạn vào cái map này. Nói chung mình đã đi được một ít rồi, nhưng mà vẫn còn nhiều cái mình chưa đi sau. Ở đây bạn thể ý ở đây nó sẽ chia cho bạn thành hai mức là thường và khó nhé. Thì nói chung là khi ban đầu bạn mới chơi, thường bạn yếu thì bạn nên đi cái thường trước nhé. Đi xong thường rồi lên khó sau, đúng không? Để cho bạn mạnh dần lên, bắt đầu lên khó dần, đúng không? Thì bây giờ trong này nó sẽ bây giờ ví dụ như ở đây mình đang có này. Khi mà hoàn thành đủ nó sẽ có bạn cái dương, ví dụ đây mình đến cho bạn này, đây hoàn thành 9/9 này thì bạn sẽ mở được cái dương, người ta nhận hết cái quà trong này nhá. Nó chỉ có 3 cái hồi thôi, bạn đánh xong rồi nó như là ok đó. Mình quay trở lại phó bản nhá. Tiếp tục ở đây mình thấy những cái nào mà mình đã hiểu xong rồi mình xem. Ở đây mình có cái này 3/9 này, 3/9 tức là mình chưa hoàn thành xong ấy, mình ấn vào đấy mình tiến đến mình tấn công nó. Ok không? Ở đây mình thấy mình đã hoàn thành mỗi hồi 1 không? Giờ mình tiếp tục tấn công đến hồi 2 không? Thì ở trong cái giao diện này mình muốn nói với bạn một điều như thế này. Ở đây bạn để ý ở cái góc bên phải màn hình không? Ở đây sẽ có chỗ tìm không? Tìm ở đây thì tìm trong tìm nó có 4 thứ. Thì ở đây bạn có đầu tiên là gần. Gần tức là sao? Tức là nó chọn con nào gần nhất với bạn nó đánh thôi. Tức là con đấy có thể là cái này cái kia, tùy cái mà đại khái là con nào gần nhất nó sẽ đánh. Tiếp theo khi bạn ấn vào kinh nghiệm này. Khi bạn ấn vào kinh nghiệm bạn để ý ở trên này mấy con tướng ở đây nhá. Nó sẽ có con tướng sau. Con nào hiển thị trái đào nó tương ứng với con đấy sẽ đánh được nhiều kinh nghiệm. Con nào hiển thị cái dương châu báu tương ứng với cái LT, L.T mình không biết là viết tắt của từ gì, nhưng đại khái LT nó ứng với kho báu đấy. Còn con nào nó hiển thị cái đồng tiền này nó ứng với cái đồng, đúng không? Thì bạn hiểu nôm na bây giờ là sao? Tức là nếu bạn muốn tăng kinh nghiệm nhanh thì bạn tấn công vào những việc chọn EXP này, tức là kinh nghiệm này. Bạn chọn EXP để bạn đánh thì nó sẽ cho bạn nhiều kinh nghiệm hơn. Những cái thứ như kiểu là tiền đồng này hay là quà vẫn có, chẳng qua là nó sẽ ít hơn. Còn nếu bạn chọn vào đồng ấy, bạn chọn vào đồng ấy, nó đến đánh những con nào có biểu tượng cái đồng tiền trên đầu ấy, thì nó sẽ đưa cho bạn những cái con đấy sau khi đánh xong ấy thì lượng tiền sẽ nhận được nhiều hơn, còn những cái thứ kia sẽ ít lại, kiểu vậy. Nên là bạn xác định là bạn muốn lên cấp nhanh thì bạn chọn con EXP, bạn muốn nhiều tiền thì bạn chọn đồng, và bạn muốn nhiều quà thì bạn chọn LT. Nên hôm nay vậy thôi, bạn không cần tìm đánh nó làm gì thì mất công ấn nhầm, bạn ấn vào EXP nó tự động đến đánh ngay con. Đấy là gì mình muốn trao đổi với bạn trong này nhé. Ở đây như mình chưa thay đổi hình không, mình phải xem xét là thay đổi hình này đã. Mình xem thay đổi hình thế nào nhỉ? Ở đây đội hình này là đội hình nó lưu sẵn thì có lẽ mình phải thay lại tí. Ok, sau ván này phải tìm cách để thay lại, hình như mình đang lưu cái trận hình này rồi. Lúc đánh thì dễ thôi, bây giờ mình đang mạnh lên mà. Mà từ từ chút mình phải tìm cách thay, ví dụ ở đây mình đang xem nào. Mình đang khóa đội hình không? Mình thử vào, bây giờ mình vào lại xem là khi mở khóa được nhé. Mình tiếp tục mình ấn lại kinh nghiệm. Mình đang muốn tăng cấp nên này, game mới ra mình muốn tăng cấp. Đây mình có thể khi mình mở khóa là mình có thể đổi trận nhá. Mình vào ấn vào đổi trận này. Thì khi mình đổi trận ở đây thì mình có thể đổi các tinh linh khác như sau. Ở đây có thường và mượn à. Mượn đang trống không? Thôi không sao, mình chỉ quan tâm với thường thôi. Bây giờ đội hình như sau, bạn muốn đổi con nào bạn chỉ và phát nhá. Mình chỉ ở đây và thấy có dấu thay đổi đổi này. Thì ví dụ ở đây nó xếp hạng như sau. Hành động lần 1, con nào lần 1 con đấy đánh đầu. Con đấy có thể đứng sau nhưng nếu nó là hành động lần 1 nó vẫn là đánh đầu nhá. Thì bây giờ mình đang muốn thay con này, ví dụ mình thay con này mình chỉ con này. À quên, mình đang muốn thay con này mình chỉ vào đây chứ nhỉ. Hay chỉ trong này? À đâu, bây giờ đơn giản thôi, bây giờ muốn thay con đầu tiên mình chỉ, ví dụ con chỉ con kiểu vĩ đi. Thôi mình ấn vào xoay vào cái chỗ con nào muốn đổi không? Ví dụ ở đây mình muốn thay con kiểu vĩ này thay cho con này, không biết kiểu vĩ đánh thứ mấy nhỉ? Thôi mình thử đánh cho thứ 3 nhá. Thì bạn thấy con kiểu vĩ nhảy vào trong thứ 3 không? Tiếp tục ở đây mình sẽ thay tiếp một con SR nữa vào, ví dụ ở đây này mình đang tìm ra. Đây mình để cho cái kiểu SR trước đi. Phân tầng thế này cho dễ tìm đúng không? Tiếp tục ở đây mình sẽ chuyển sang con họa đấu à. Mình nghĩ con trung quỳ để số 1 đi, mình đang định để con trung quỳ số 1. Mình chỉ vào trung quỳ nhá. Mình chỉ vào phát vào trung quỳ. Sau đó mình thay ấn vào cái vòng tròn đang xoay ở số 1 này. Nó thay con trung quỳ vào số 1. Mình cảm giác con trung quỳ nó hơi giống búp. Nên ra mình cho vào trước, thực ra mình chưa đọc hết kỹ năng của nó. Tại các bạn mình nghĩ là tướng SR nó khá là mạnh rồi. Thế bây giờ mình tiếp tục mình thay con nào bây giờ nhỉ? Mình sẽ giữ nguyên cái con này. Bây giờ còn họa đấu không? Họa đấu mình thay con nào bây giờ nhỉ? Đấy, mình sẽ thay thử con họa đấu ở chỗ slot 3 đi. Mình ấn vào họa đấu này. Mình thay chỗ này. Đó, mình tiếp tục mình đến cái tướng tiếp theo là tướng SR. SR ở đây mình có sơn quỷ này. Còn con nào không nhỉ? Nãy mình vừa trang bị tướng. À đây, mình nãy mình trang bị cho chỉ thần đúng không? Mình không biết chỉ thần nào là chỉ thần mình đang dùng nhỉ? Nãy mình quên không tăng tốc cho chỉ thần nhưng chắc con đầu tiên. Thường con đầu tiên là con mình đang dùng. Ấn lớn đến nhỏ đi. Thần minh lại cao hơn à? Nhưng thôi kệ, mình đang dùng chỉ thần mà. Ok, mình sẽ ấn vào chỉ thần này. Rồi mình sẽ thay cho con
con nào bây giờ nhỉ? Ở đây coi, đây thay cho con này. Ai cho mình nghĩ là chỉ thần là con búp không? Mình nghĩ là búp nên đánh búp độ đầu nhỉ? Không có, để con này búp đầu, con này búp cuối nhỉ? Không sao. Sau khi mình đã chốt được cái đội hình đấy, mình sẽ tiến hành là chiến, ấn vào chiến. Bây giờ mình sẽ tấn công thôi đúng không? Thì cứ để kệ cho nó tự động đánh thôi. Tự động đánh thì bạn có thể xem kết quả thôi. Bạn có thể quay cái màn hình đi tí cho nó đỡ nhàm chán không? Bạn có thể xoay được. Đây là không gian 3 chiều mà, có thể xoay được. Nếu mình nghĩ đội hình này của mình khá là mạnh, mình nghĩ không thua được. Bạn thấy đánh thắng rất là nhanh không? Bạn thấy đánh thắng rất là nhanh không? Và cái con này đang level 1 nó tăng cấp rất là nhanh. Tăng được mấy cấp một phát luôn. Ok nhá. Thì ở đây bây giờ để nó không phải thay đội hình nữa, mình sẽ ấn khóa đội hình vào thì nó sẽ không hỏi vấn đề là thay đội hình nữa đúng không? Giờ tiếp tục mình tiếp tục ấn kinh nghiệm tiếp. Và như trong video trước mình đã nói, mỗi lần thắng nó tương ứng một cái đốm lửa này, nó giống như một cái linh hồn ở đây, đúng không? Thì khi mình đánh tiếp mình sẽ tiếp tục là tiêu hao tiếp. Và khi mình tiêu hao thì tiêu hao cái tròn này, kiểu là cái thể lực này. Cái thể lực sẽ bị tiêu hao đi á. Và đây nó ghi ra này. Mỗi 5 phút sẽ hồi 1 điểm. Ok, hoặc bạn có thể dùng vàng để mua, dùng tiền vàng thế để mua, hoặc là cứ 5 phút nó hồi điểm không? Còn bây giờ mình sẽ ấn vào đây tiếp tục đi tìm kinh nghiệm tiếp. Mình đang muốn lên cấp cho nhanh mà. Nói chung là game này nó rất là mang tính chất cày cuốc nhá. Game này nó cày cuốc rất là nhiều nhá. Vì mình cảm giác là nếu bạn cứ kiểu để vậy cứ 5 phút tăng một lực ấy rất là nhiều. Mỗi lần mà đánh sẽ trừ bớt đi một số lượt nhất định của cái thể lực đấy. Nhưng mà mình nghĩ bạn sẽ rất là khó để mà chơi hết được cái đấy. Nói chung đội hình rất là mạnh nên thành ra mình nghĩ có thể đi rất là nhanh. Và mình nghĩ là sau khi mình giải thích cho bạn ý nghĩa của ba cái này, bạn đã biết là bạn nên ấn vào cái gì không? Bạn thích lên cái gì thì bạn ấn vào cái đấy không? Còn cái gần thì mình nghĩ không nên ấn, tại vì cái đấy nó mang tính rất là random rất là nhiều. Mình nghĩ là mình cứ tọa là kinh nghiệm thôi. Mình đánh nốt phát này nữa thì mình sẽ vào được con boss. Với sức mạnh của đội hình tướng của mình hiện tại như thế này, mình nghĩ là đánh sẽ dễ hơn. Và để ý cho mình khi bạn đã khóa trận hình rồi, nó vào đánh luôn. Nó không phải hỏi bạn có đổi trận hay không, đúng không? Cái tính năng đổi trận sinh ra để làm gì? Đó khi bạn thấy tướng này yếu quá đổi cho tướng khỏe hơn thôi, đơn giản thôi. Hay là thấy cái trận này đang kiểu bên kiểu linh trước chẳng hạn ấy, bên kiểu nhân trước mà muốn tận dụng cái lợi thế nhân ấy, bạn có thể cho đội hình toàn nhân ra để tận dụng cái môi trường nhân trước, kiểu vậy. Thì đấy, mình nghĩ theo quan điểm cá nhân mình là như thế. Ok, giờ mình sẽ tiến hành ấn giữ vào đây, mình ấn giữ ở đây để mình xuống chuyển đổi sang xuống cái chỗ quỷ. Mình sẽ đánh con boss ở đây. Ok, đây mình đánh một con boss tím tím ở đây. Boss thì nó cho bạn cả kinh nghiệm, cả tiền vàng, thứ tinh tinh không? Nói chung là cho đều đều hơn tí. Nó cho lượng nhiều hơn chút. Còn những con đánh thường bạn phải lựa chọn xem là chọn kinh nghiệm nhiều, hay chọn tiền nhiều, hay chọn đồ nhiều. Ok, sau khi mình hoàn thành đánh xong con mob, con boss ấy, nó cho mình một cái hộp quà, nói chung là cho thêm quà thôi, chả có gì cả. Ở đây bạn thấy ở đây có tính năng tầm bảo, nó hiện ra tầm bảo, bạn có thể ấn vào tầm bảo. Và bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn cách tầm bảo nhá. Ở đây bạn để ý trên này có hình con bướm này, để ý hình con bướm như này không? Giờ bạn di chuyển nhá. Bạn để ý không? Bạn đang di chuyển thấy con bướm này đang tăng cái vạch này không? Bạn tiếp tục đi di chuyển tiếp. Bạn di chuyển sang cái vạch này tiếp tục nó tăng lên nhá. Đi thêm tí này, đi thêm tí. Nếu bạn đi mà cái vạch này tăng lên tức là bạn đi đúng hướng và tiếp tục đi thêm. Bạn thấy là đi đúng hướng không? Đây bạn thấy ra đây bắt đầu tụt xuống rồi, tức là bạn đi sai hướng, bạn đi ngược lại tí. Ok chưa? Tiếp tục bạn đi tiếp nhá. Thì khi con này nó gần đầy hoặc nó đầy nó sẽ ra bạn quả quà thôi. Đây bạn thấy ra đây lại tụt xuống này, bạn phải quay ngược lại. Tức là bạn đang đi sai đường, nó tụt xuống. Còn đi đúng đường thì nó sẽ tăng lên. Mình nghĩ là sắp sửa ra quà đấy. Đây mình sẽ đi hướng này sẽ tăng lên này. Lại tụt xuống mình lại quay ngược lại. Mình giữ làm sao cho nó luôn luôn ở cái trạng thái cao nhất có thể không? Ok không? Bây giờ bạn thấy nó hiện ra quả không? Đó là cách để mà mình lên. Các bạn để ý con bướm này không? Khi mình đi thấy nó tụt xuống ấy, cái màu tím nó tụt xuống tức là sai. Đi nó thấy nó tăng lên là đúng. Sau khi hiện ra này thì bạn chỉ cần ấn giữ chuột thôi. Mình ấn giữ chuột và bạn ấn giữ màn hình nếu bạn chơi điện thoại nhé. Chỉ vào nó trong ấn giữ ấy. Đấy là xong không? Đã nhận được quà. Đấy rất đơn giản đúng không? Nhưng nếu bạn nào không biết ấy, đi lung tung ấy chắc chắn nó sẽ tụt xuống. Thực ra về sau vẫn cho bạn quà thôi. Nhưng mà nhiều khi sẽ đen đen không được quà.
Còn đây ấy vậy nó đỡ mất thời gian của bạn không? Nếu bạn biết cách tầm bảo nó sẽ giúp cho bạn nhàn nhã hơn rất nhiều. Đấy, tiếp tục bây giờ mình tiếp tục đi chinh phục tiếp mà mình sẽ ở đâu? Mình đã hoàn thành cái đấy rồi. Bây giờ mình có thể mình quay về thành để mình xem nhiệm vụ tiếp theo là gì nào. À đây bây giờ nó điểm danh này. Ở đây tức là sao? Game này nó tính là qua 12 giờ đêm là sang ngày mới nên mình sẽ có thể điểm danh lần nữa. Cũng là qua 12 giờ đêm là tính sang ngày mới rồi. Ok, ấn điểm danh. Xem được cái gì nào? Nói chung cái cầu bé này mình không thích lắm vì nó ra là yêu linh cùi. Ok. Mà ra bây giờ đây một con Ngưu Ma Vương biết dùng ở đâu không? Đội hình được dùng có 5 tướng. Hiện tại đội hình có 5 tướng thì mình ra mình không quan tâm Ngưu Ma Vương lắm. Đây được một lần mình lại ấn chế tạo một lần thôi. Bây giờ nó tính như kiểu sang ngày mới nên ra mình được lập lại một số thứ. Thì thường các game nó tính từ 0 giờ, tùy game thôi. Có game tính từ 4 giờ sáng, có game tính là 0 giờ sang ngày mới. Cà rốt, tứ tinh tinh mấy cái đấy mình chưa nghiên cứu lắm. Mấy cái này là cái gì nhỉ? Mấy cái này mình chưa hiểu lắm, mình nghiên cứu sau đây. Mấy cái này thực ra mình chưa hiểu. Cái nào mình hiểu sẽ nói các bạn trước, cái nào mình chưa hiểu thì nói sau. Ok, cái này mình nhận vì nãy mình đã mua thẻ tháng rồi. Thẻ tuần không biết có nên mua không nhỉ? Đang vứt đấy, hơi tiếc tiền. Ok, cái này tăng tí vận may nè. Gieo quẻ tí thôi. Sau khi kích hoạt phúc vận được triệu hồi yêu linh thuộc tính gì? Nhân tăng 10 à? Thôi kệ, cái này cũng chả biết lắm, cũng không hiểu lắm. Thôi cứ để đấy đã đi. Những cái gì không biết cứ để đấy đã nhỉ? Ở đây có cái thư để xem thư gì. Ở đây nhận thưởng à? Ok, nhận thưởng này nó sẽ cho mình cái quả cầu tiếp này. Nên gom lại nhiều, gom khoảng trên 10. Được khoảng 10 cục này mình sẽ quay một lần để kiếm cái tướng SR. Đây mấy cái này những nhiệm vụ hoàn thành sẽ được quà này. Mình xem có cái gì không nào. Mà đây bên đây đang có 280 lực đúng không? 280 cái lực thể này, nói chung cái thể lực nó đang 280. Thế đánh còn lâu mới hết. Game này chung phải cày cuốc rất nhiều. Thành tựu nhận thêm rất nhiều này. Và nói chung bạn chơi cày cuốc nhiều bạn cũng sẽ được một số thứ ngon, chẳng qua không được nhiều mà bạn nạp thẻ luôn thôi. Mình sẽ xem thử túi đồ được bao nhiêu cục này. Được 8 cục này, sắp sửa thêm một lần rồi. Đây nhận được quà này, nói chung là rất nhiều cái để nhận quà. Cái này có thể đi để đi kiếm quà không? Ok, này cái này đang đi dở không? Đi tiếp hồi 2. Mình sẽ cố gắng xem là chinh phục được bao xa. Nói chung mình đang đi tắt cho bạn đấy. Nếu mình đi thì bạn từ level đầu đến giờ chắc là mất cả tiếng rồi. Mình chơi mất 4-5 tiếng rồi để nghiên cứu cái này. Thế quan điểm của mình vẫn chọn kinh nghiệm nhé. Nói chung tùy quan điểm của mọi người thôi. Ở thời điểm hiện tại mình chỉ nghĩ như vậy là lợi nhất. Quả đào tương ứng với kinh nghiệm, đồng tiền tương ứng với tiền, và cái dương trông báo tương ứng với quà, kiểu vậy. Và nghĩ đội hình này của mình nó khá là mạnh nên mình nghĩ nó sẽ đi xa được. Cộng với việc mình đã trang bị linh lực cái thứ tương đối ổn rồi. À còn cái độ kiếp nữa mình chưa nói rồi. Có lẽ video khác mình sẽ nói cho bạn. Có thể thấy đánh thắng rất là nhanh không? Vì đội hình nó quá khỏe luôn. Bốn vòng tròn và đánh bốn tướng, à bốn đội quân nhỏ thôi. Năm vòng tròn đánh năm đội quân nhỏ, tùy em xem cái số vòng tròn ở trên thì mà đánh. Nói chung đội hình mạnh quá thì cảm giác là vấn đề là yêu, là cái trạng thái yêu hay trạng thái nhân cũng không quan trọng lắm vì đội hình nó quá khỏe. Ở đây đánh thắng rất là nhanh luôn, đội hình của mình hiện tại rất là khỏe. Thực ra cái này cũng là nhờ con tí nạp thẻ nó đem vận may đến đấy, chứ còn nếu thực sự mình chưa nạp thẻ thì bây giờ chưa được con tứ SSR đâu. Nói chung cái này bạn cân nhắc cái việc nạp hay không nạp thôi. Ở đây mình quay cho bạn xem cái tính năng dùng như thế nào thôi. Còn cái việc bạn nạp hay không nạp nó do quyết định của bạn. Thì ở đây mình chỉ bạn những tính năng như cái gì mình biết được trong game này thôi. Thế sức mạnh có vẻ khá áp đảo không nhỉ? Thôi đánh cái này mình nghĩ là có thể đi được xa, mình đang cố gắng cày hết sức có thể đây.
À đây mình đã đủ rồi không? Mình đã đủ rồi thì mình sẽ vào luôn đánh con boss thôi. Lúc nãy mình chỉ có thấy 5 phút tăng một lần thì mình thấy hơi khiếp đấy. Không biết là cày bao giờ mới xong. Nó khá là dài, game có thể khá là dài. Thì kia nhanh quá, mình chưa kịp nhìn cái gì đã thấy xong rồi. À, con boss này có vẻ trâu hơn này, mình thấy đánh có vẻ... Mình thấy nó mất hơn nửa cây máu rồi. Chắc cũng không thắng được mình. Vẫn thắng không? Và đấy, đây nó được tặng cho 500 kinh nghiệm này. Còn nếu bạn đánh cái cửa vòng đồng có thể nó chỉ được khoảng tầm 250 thôi. Nếu bạn lấy cái tiền ấy, thì ra nó tùy cho bạn chọn thôi. Ok không? Nói chung là tiếp tục đi. À đâu, tiếp tục như là đây thôi, mình cứ về thành nhất đi. Mình nhiều khi mình hay bị rối cái chỗ này. Mình về thành nhận nhiệm vụ ở đây là yên tâm nhất này. Cố gắng sao đi vét hết các nhiệm vụ ở đây nhé. Ấn bỏ qua cho nhanh nhé, thì ra nó rất mất thời gian. Nếu đọc hết cái điện thoại ở đây. Người ta làm rất là công phu nhưng cơ bản là mình thấy mất thời gian. Đây tấn công cái này. Những cái nào có biểu tượng hình cái kiếm ấy là có thể tấn công được. Ở đây mình nghĩ là dùng luôn đội hình. À đâu, cái này đổi trận đã, mình phải đổi trận đã. Ở đây sẽ đổi lại, vì đây mình đang đánh một cái phụ bản khác. Đúng không? Mình đang đánh một phụ bản khác. Nói chung vẫn ở trong cái vân du thôi, nhưng mà lại khác một cái khác. Mình sẽ đổi lại trận. Rồi đây mình tiếp tục, mình sẽ đổi con đầu tiên này. Mình đổi con đầu tiên này thành nào. Ở đây mình nên để ra tướng SSR trước cho dễ nhìn đi. Hoa Linh là cái gì nhỉ? Hoa Linh mình chưa hiểu. SSR trước đi. Đầu tiên mình cho con này đi, mình thay con, mình chỉ vào nó này, mình ấn xoay này. Là thay bằng con số 1 lại. Tiếp tục mình thay con số số 2. Đây mình sẽ thay con này vào. Mình sẽ để con cửu vĩ vào đi. À mình để tạo cái con họa đấu nữa. Tiếp tục mình thay con số 3 này bằng con cửu vĩ. Sau đó mình xuống SR, mình thay con chỉ thần của mình vào đúng không? Mình sẽ chỉ vào chỉ thần này, xong mình thay cho con cuối cùng. Ok không? Là có con búp máu ở đây. Thôi mình tiến tới chiến đấu rồi. Mình mong là khi những clip này lên ấy, các bạn có thể tư vấn thêm cho mình để mình mạnh hơn nữa không? Tại vì ra đây chỉ là những cái gì mình nghĩ thôi. Nhiều khi cũng chưa chắc nó đúng đâu. Có nhiều thứ ta nghĩ rất là đúng, nhưng mà đôi khi ta nói lên xong người ta nói mấy câu mình thấy lại sai. Tại vì đôi khi mình đang hiểu sai, mình nghĩ mình đang đúng. Chứ mình sẽ hoàn thành hết mọi thứ thôi, cố gắng đi hoàn thành hết mọi thứ. Tất cả nhiệm vụ thì bạn có thể đánh được và hoàn thành nữa. Chiến rồi không? Đây như mình chưa khóa trận hay là không cho khóa trận nhỉ? Mình chưa để ý chỗ đấy lắm. Là sao nó vào có phải ấn chiến lại từ đầu. Ồ, cái này thấy nó bắt đầu làm mình mất máu rồi. Ok, vẫn thắng rất là nhiều nuột nà đúng không? Nói chung rất là đơn giản. Mình sẽ cố gắng đi xa cho có thể. Nói chung là để cho tất tiết kiệm thời gian cho mọi người, mình sẽ bỏ qua cái vấn đề đọc thoại nhé. Đọc thoại rất là lâu. Thưởng vật ái lại cho mình cái tím này. Ok, mình sắp sửa lại để triệu hồi thêm tướng rồi đấy. Nói chung là mạnh, có cái lợi thế của mạnh đúng không? Nhận quà thêm đi này. Chúng có quá nhiều thứ để nhận đúng không? Dần dần sẽ mở khóa cho bạn thêm trong các ngày tiếp theo. Nói chung từ từ đã. Nhưng mà chỗ này mình sẽ tập trung đi nhiều vào những cái phó bản hơn. Ok, đây mình đang có 6 trên 9. Mình đi hoàn thành nốt đi cho nó xong không? Bây giờ mình khá là mạnh. Mình vẫn đang theo chủ trương là nâng kinh nghiệm trước. Mình nghĩ là level sẽ tiện hơn. Tại bây giờ server mới ra, mình nghĩ là level giúp cho mình có nhiều tính năng hơn. Nếu bây giờ mình lấy nhiều tiền mà không có tính năng thì cảm giác thiếu thiếu nào. Ô
Vâng, rất là nhanh gọn đó, bạn thấy rất là nhanh gọn không? Mình đang leo tắt cho bạn, mình bỏ qua đoạn đầu để mình cho bạn xem luôn từ đây cho nó tiện. Và bạn đã xác định vào đây đánh ấy, thì bạn đã xác định vào đây đánh thì bạn nên đánh cho đủ hết cái này, đánh xong boss nhá. Thì nếu bạn đi ra coi như bạn mất toi cái lực, cái thể lực ấy mà không được cái gì đúng không? Bạn nên vào đây đánh nốt cho xong rồi rời khỏi đây. Quả kiểu vi đánh rất là ra nhiều đòn không? Nó đánh ra rất nhiều đòn. Ok không? Giờ khá là nhanh gọn. Nói chung mình thấy là từ ngày mình lên được mấy con tướng ESR mình thấy cuộc sống nó nhanh gọn hơn. Kiểu chơi vẫn như nhau, có là tướng nó khỏe hơn thì đánh nó nhanh hơn thôi. Thực ra bây giờ mình đang lười, mình chưa đọc hết kỹ năng với con này ấy, tại vì đội hình nó mạnh quá. Bao giờ đội hình này thua bắt đầu mới đọc xem là nên để con nào đứng trước con nào. Bây giờ thực ra để cái này mình thấy nó ok quá rồi, mình cũng không nghĩ việc phải thay đổi vị trí lắm. Đang cố cày level cao hơn đây. Thực ra cả ngày hôm nay mình chưa cày được lắm, mình toàn treo nick thôi. Ok, bây giờ tiếp tục đi đánh con boss thôi. Trong đội hình của mình ý, đội hình của mình nó thiên về yêu giới, thành ra ở trạng thái nhân giới sẽ yếu đi một chút. Nhưng mà không vấn đề lắm thì tí nữa sẽ mạnh lên thôi. Đó, đội hình mình đang là hai nhân với 3 yêu thì nó cũng không chênh lệch là mấy. Ok, bây giờ mình sẽ tập trung đánh con boss chủ lực. Sau khi đánh vài mấy trận đội quân của nó, bây giờ bắt đầu đánh con chủ lực. Ok, vẫn rất là nhẹ nhàng thôi. Ở đây mình chưa hoàn thành được hết cả nhiệm vụ của nó, mình đã có cái nhiệm vụ kia đang bị X. Và để ý ở đây lúc nãy có cái nhiệm vụ đang bị X, tức là mình chưa hoàn thành được hết. Mình sẽ mở qua ra tí. Đây mình đang được cái này 2 sao vì có một nhiệm vụ chưa hoàn thành. Thì nghĩ là nên để cho nó mạnh lên rồi hoàn thành nó dễ hơn đúng không? Giờ nhận cái này trước đã. Ok, mình trở về phó bản, mình sẽ trở về phó bản xong xem cái nào chưa hoàn thành đánh tiếp. Đây có rất nhiều cái mình chưa hoàn thành này. Ồ, rất nhiều này. Nói chung cái này rất là nhiều thứ để làm không? Cái này 8 trên 9 rồi bởi vì ấy, mình chưa hoàn thành hết cái này. Nhưng mà theo cái bên khó thế nào này? Khó cái này 9 trên 9 là hoàn thành nhận quà chưa, mình xem có nhận quà chưa. Này mình đã nhận xong rồi đúng không? Quay trở lại. Cái này đang đánh 5 trên 12 đấy, đang đánh dở này. Bây giờ ra chinh phục tiếp xem nào. Ok, vẫn rất nhanh gọn không? Lúc trước mình thua ải này đấy, nhưng bây giờ bắt đầu mình mới thắng rồi đấy. Và khi bạn đi thắng được thêm tiền thì tinh tinh cho bạn rất nhiều thứ. (Cười)
Ok, mình vừa thấy nhân vật chính mình đã tăng thêm level đúng không? Đây được level 19 rồi. Trông khá là lâu đấy. Trông game này rất là cày cuốc, nó rất là dài. Đánh rất là nhanh luôn. Đồ tướng khỏe làm cái gì cũng dễ mà. Quả của kiểu vĩ hồ phải đánh là hoành tráng nhất nhỉ, nó có 9 cái đuôi là đánh vẻ mạnh mẽ lắm. Mình đang đánh này bắt từ ngày hôm trước sang ngày hôm sau ấy, mình đang đánh xuyên ra, đâm ra một số quà sẽ được nhận thêm luôn, tại vì mình đang sang ngày mới rồi. À đây mình đã mắc à? À con bảo con này nó đi cùng mình đầu tiên, nó đi cùng mình đầu tiên, đâm ra nó mắc, nó chuyện bình thường thôi. Tiếp tục đi nhỉ. Nói chung cái Vân Du này một trong những cái phó bản giúp bạn tăng được level nhé. Bạn muốn tăng level phải chăm chỉ đi cái này. Nói chung là đi những nhiệm vụ chưa làm tiếp thôi, ấn làm hoài bao giờ hết thì thôi. Mình ấn hoài vẫn chưa thấy nó hết, mình không biết bao giờ nó mới hết. Với cái tình hình thế này mình sợ game này rất là dài. Mình không hiểu sao người ta có thể làm một game mà cày cuốc kinh khủng thế này. Mình vẫn chưa thấy hồi kết của game này, nó vẫn là lâu lắm. Tí mình lại tiếp tục đi quay Yêu Linh tiếp xem có được thêm con nào không. Bây giờ trước mắt là đánh nốt rồi, xong cái phó bản đấy đã. Để xem ai thoại với mình không. Ok, ở đây là tính năng kết bạn đúng không? Nói chung hiện tại trong này mình chưa kết bạn nói chuyện ai nhiều lắm, mà cho ai gửi lời mời thì kết bạn thôi, thực ra cũng chưa biết gì lắm. Ok. Nói chung là đầy kinh nghiệm thì không thể tăng được nữa, nhưng mà nói chung là đầy là tốt. Mặc dù có tính đang xoay nhưng mà khi con nào nó búp nổ tấn công ấy, thì nói chung là màn hình vẫn sẽ đập về mặt trước, nên đâm ra là xoay cũng chỉ là xoay cho vui thôi. Nhưng mà nhiều khi cũng khó nhìn lắm, nếu mà xoay kiểu vậy thì khó nhìn lắm. Ok, vẫn đang thắng được không? Nói chung cứ theo nguyên tắc thôi, đánh nốt phát này thì mình đánh con boss thôi. Nguyên tắc rất đơn giản, phải qua cảm giác nó dài quá. Game nó có quá nhiều cái này, nó đánh nhiều quá. Thậm ra không biết bao giờ đến hồi chết, game này nó cũng chỉ 100. Nên bạn phải thực sự 100 mà cày cuốc có thời gian mới chơi được. Nếu không chơi rất là lâu, đánh mãi này bao giờ mới hết. Yeah.
Thế còn 264 thể lực nữa này. Chưa kể có thể là mua thêm thứ tinh tinh nữa cơ. Rất là lâu. Đánh hết số thể lực này rất là lâu ấy. Chưa kể cái 5 phút lại hồi nữa không? Nó ghi là 5 phút nó hồi không? Vậy thì còn rất là nhiều. Trời, cô đánh là kiểu cái hồ vẻ trâu phết nhỉ. Ôi, mất nhiều máu chưa kìa. Đáng ăn lại một đòn gì của nó. Nhờ ra quả kỳ vĩ hồ đánh chất thật. Kỳ vĩ hồ đánh của đấy đau. Đây thì sau một trận đấu sẽ xem con nào đánh tốt nhất. Thì đây là mình chọn cho kỳ vĩ hồ này. Kỳ vĩ linh hồ. Mình toàn đọc giống như kiểu Naruto. Kỳ vĩ hồ nhanh. Tiếp tục thôi. Bây giờ lên là cấp max của nó. Thế thì tại phiên bản này không biết là max là level bao nhiêu. Cái đánh khá là lâu rồi. Hiện tại mình có thêm hai con đã mắc luôn, mình có hai con đã mắc kinh nghiệm rồi. Nói chung chăm chỉ đi map để mắc nhanh hơn. Ok, mình đã hoàn thành xong rồi không? Có lẽ mình sẽ về thành không? À quên, về Vân Du ấy nhỉ? Thôi không sao, về thành được. Mình lên là cấp 19 rồi. Tiếp tục nhận các cái nhiệm vụ hoàn thành này. Phúc lợi thì... cái gì đấy? À, mỗi ngày nạp 100k cho thêm quà không? Quà này cái gì nhỉ? Cực loại và chỉ
Cái này chứ chả hiểu là cái gì. Nói chung nhiều cái mình chưa biết là cái gì. Mấy cái quỹ này nói chung là tương đối, nói chung mấy cái này chưa đấy. Cái bút pháp là cái gì nhỉ? Khôi phục tranh cho chỉ thần và chia sẻ bạn bè. Cái này làm sao nhỉ? À cái này chơi xếp tranh à? Đây không? Sao lại thay đổi vị trí nhỉ? Mình đang chưa biết cách di chuyển nó ở trên này làm sao. Nên chung cái này cơ bản là ghép tranh lại thành đúng chỗ thôi. À đây đảo hai cái nhau, chỉ hai cái nhau là đổi. Vậy thì thế nào? Cái này đây hai cái chỉ với nhau được. Đây hai cái này chỉ với nhau. Ok là ghép thành tranh không? Cứ tưởng cái gì khó lắm. Nó là cái này. Thôi chia sẻ lên thôi. Chia sẻ lên thế giới chẳng hạn. Ok xác nhận thành công không? Nhận được cái cà rốt này. Ok, em gửi qua qua vậy là xong không? Mà vẫn chưa xong à? Mà cái này là cái gì nhỉ? Thôi kệ thì chả quan tâm lắm. Có nhiều cái mình chưa hiểu lắm. Mình không hiểu cái tìm lại là tác dụng gì nữa. Mấy cái tính năng này chưa hiểu lắm, mình vứt ra đã. Nói chung hầu như tất cả các tính năng đánh phó bản đều ở trong Vân Du cả. Có thể là vực này, vực kia, đại khái đều ở trong này. Nói chung mình đi tiếp cái vực này nhé. Ở đây có hai cái mà đi tổ đội thì mất hai cái thể lực này. Nếu mà đi đơn như mình thì mất ba cái thể lực. Nói chung là trừ cái thể lực ở trên này này. Ok, mình sẽ tiến hành và đánh thôi. Nói chung mình nghĩ đội hình này đủ mạnh để đi đánh. Có đội hình này chuẩn không? Bây giờ tiến hành đánh thôi. Bắt đầu ra con boss này. Bắt đầu ra con boss, chủ yếu đánh con boss thôi. Mấy con thường thì yếu, chủ yếu đánh con boss ở lâu. Con boss khá là mạnh. Ở trước mình con boss này giã rất là nhiều, không biết đội hình này có thể chịu được không. Đã thấy công phá của kiểu vĩ rất là mạnh này. Các bạn kiểu vĩ mình để những cái linh thạch ngon nhất cho nó, như cường hóa cao cho nó đó. Thật ra nó cũng khỏe hơn bình thường. Đây xem này, con quái vật thường ra nè. Vẫn là con đấy à? Chả lẽ là ra hình hài châu hơn nhá. Nó vừa làm gây hiệu ứng lên một con vẫn thắng rồi, vẫn thắng. Nói chung là đây kiểu vĩ luôn là con khủng khiếp nhất rồi. Nó đánh sát thương quá là lớn.
Thôi mình cố gắng đi hết còn dài không nhỉ? Ui tận đến 10 kìa. Nói chung đánh còn ra. Để xem này là con nào hay là vẫn con đấy. Vẫn là con đấy, vẫn là con đấy. Để đánh con đấy mức độ khó dần lên nhá. Đây có cái gọi là cái sách lược, không biết nói gì. Chưa hiểu cái này đâu, ấn thử xác nhận. Đang chia rất nhiều đầu lâu này, chắc là đang trúng độc rất nhiều. Đánh là độc rồi. Vẫn thắng rồi. À, bắt đầu mình thấy cái này bắt đầu tăng lên, kiểu tổ đội mất 3, cái này mất 4 này, bắt đầu tăng dần lên rồi này. Thế là càng về sau mất càng nhiều thể lực thôi. Thế là về sau càng muốn nhiều thể lực thì cũng không dễ. Mình đang cố gắng làm sao là tiêu hết sạch số thể lực hôm nay mình đang có. Mà nghe chừng nó vất vả quá. Thế tí mình phải bơm lên đồ mấy con này, thấy mấy con này đánh hơi yếu. Ngoài con kiểu vĩ ra, tất cả đánh này hơi yếu thì phải. Chết kiểu vĩ mất hơn nửa máu rồi. Cái này vẫn phải thua chứ. Cái này thấy gặp con boss là chắc là hết máu rồi. Thôi giờ con boss ra chắc là toi rồi. Nó trâu bò thế này cơ mà. Đánh như muỗi này sao thắng được. Cả kiểu vĩ của mình đánh là không ăn thua cái này thì không ăn đâu. Không sống rồi, kiểu vĩ sắp chết mất rồi. Phát này dễ thua rồi, phát này dễ thua rồi. Thôi xong rồi, thua rồi. Không sao, ở đây mình thấy là thắng hay thua đều được kinh nghiệm không? Thì qua thắng được nhiều hơn thua. Nhưng thôi không sao, bỏ qua đã. Đây nó gợi ý cho mình là sao nhỉ? Yêu linh là tu luyện để tăng thủ tính cơ bản thân này. Yêu linh trang bị linh thạch cái thứ tăng thủ tính này. Và tăng sức mạnh của nhân vật búp này. Ok. Nói chung là chưa đánh lại vội, bây giờ phải đi ra đã. Bây giờ quay lại vực đã. Mấy cái này có mấy cái vực thì từ từ đã không? Ok, mình sẽ quay lại tí đã. Mình quay trở lại yêu linh tí này. Đó, mình có thể vào mình cường hóa số thứ lên đã. Cường hóa linh thạch của mấy con này lên đã. Ta nó để cộng 0 cái này làm ăn là gì không? Nói chung là có xác suất thành công và thất bại nhá. Thất bại mình không có sao tăng may mắn nên ra kệ nó vậy thôi. Nói chung là mấy cái level đầu mình nghĩ là tài nguyên cũng không thiếu thì chắc cũng không sao đâu. Có về sau thì cẩn thận hơn thôi. Bây giờ game nó mới ra nhiều tính năng mình cũng chưa rõ lắm. Như bình thường thì mình nghĩ các thuộc tính thì sẽ tẩy được này. Sẽ tẩy ra các thuộc tính được rồi. Nhưng mà căn bản là hiện tại đây mình chưa thấy ở đâu cả. Không biết có tính năng hay không. Đấy chỉ mình nghĩ vậy thôi. Nên làm ra là cũng hơi khó. Cái cường bây giờ nó không cho cường nữa thì thôi không.
cho cái giao diện cường hóa này hơi mất thời gian nhỉ, mình thấy cái xoáy xoáy này hơi lâu. Thả ấn xử tăng luôn cho nhanh, cứ thất bại lại xoáy vòng lại vòng nữa mình mất thời gian chỗ cường hóa này. Không biết cách nào cường nhanh hơn không, nhìn này hơi mất thời gian cường hóa. Tỷ lệ thành công giờ xuống còn 35% rồi. Nhưng mà cái này mình không biết là căn cái tỷ lệ này, thời điểm nào sẽ tăng đẹp hay là chờ hên xui hay bao lâu. Cái này mình chưa tìm hiểu được. Thì từ từ mình sẽ nghiên cứu tiếp. Là lúc đầu cường mình đang thấy là 100% thì sao càng cường lên cao nhưng càng tụt xuống sao ấy. Càng lên cao nữa càng tụt. Mình đang hiểu như thế, mình thấy đây càng thành công thì càng tụt phần trăm xuống này. Mỗi lần thành công thì thấy phần trăm tụt xuống, còn thất bại nó giữ nguyên phần trăm. Tức là lúc đầu 100% tụt dần. Hiện tại mình chỉ được lên cộng 9 thôi, con này cộng 6 chắc cường thêm một tí. Cái này mang tính chất là hên xui thôi, vì phần trăm nó tụt xuống mà. Có thể thành công, có thể thất bại, chả biết đứa nào một lần cả. Nếu mà mình cường hóa lên cộng 9 trước khi hết số lần thì số lần sẽ được giữ lại bớt nhé. Dù có 10 lần mình cường 6 lần lên được cộng 9 rồi sẽ dừng lại. Tại vì giờ giới hạn mình đang cộng 9. Rồi tạm biết con đấy đã, giờ con này đang cộng 9, cái này cộng 6 cho lên này. Cứ ấn cường 10 lần thôi, rồi nó tụt xuống là vừa. Nếu không may được đủ cộng 9 thì tự động dừng lại thì mình cứ cường thôi. Đây cái này đang cộng 6 cho cường lên này. Đây cộng 9 rồi thì thôi đúng không? Tiếp tục ở đây bên này đang cộng 6 cho cường tiếp này. Cũng bắt đầu hao cái tiền ở trên rồi đấy. Cái thứ phải giải đều cường mỗi con tí, không để mấy con này mạnh quá. Thực ra bình thường mấy game kiểu này thường mình hay chơi kiểu một con mạnh để cân cho cả team, thì thường dồn con nào tấn công hiệu quả nhất ấy. Như ở đây nếu mà kiểu vĩ hồ đang con kiểu vĩ đánh rất là hiệu quả, mình hay dồn con kiểu vĩ trước, đó từ từ đánh dần rồi mấy con còn lại sau. Tại khi bạn cường hóa kiểu tản tài nguyên ấy thì nó rất là tốn, mà nhiều khi nó kiểu không cường lên cao ấy, đôi khi nó sẽ chết sớm, đâm ra nhiều khi làm sao chúng ta hay phải cường dồn một con như vậy. Để tập trung một con thật chất lượng còn hơn là dùng một đống đội hình mà đều yếu. Tiếp tục mình sang con tướng khác nhé. Mình sẽ quay tiếp tục xem con nào. Con này tương đối rồi, sẽ để con tiếp theo nào. Đây cường con này lên tí nhỉ. Con này có trung quỳ không? Ở đây mình thấy là đã được cộng, ở đây còn cái đầu chưa cộng này. Cộng nốt đi. Khi mình cảm giác cái cộng rất là mất thời gian nhé. Không hiểu sao người ta có thể làm ra ngắn gọn được không. Bây giờ mỗi lần cộng về đánh mát nó mãi không hết rồi. Cái cộng này lâu về. Để yếu quá thì không thắng được, mà để thế này thì đánh lâu quá. Dù cái này liên quan đến giới hạn level thôi, nói chung bạn lên cấp càng cao thì cái giới hạn càng được tăng lên ấy. Đấy bạn xử lý càng dễ thôi. Ok, cộng 9 rồi, sẽ có con nào không nhỉ? Đây còn có chỉ thần không? Chỉ thần mình chưa cộng, cộng nó cho chỉ thần là xong.
Nói chung đội hình mình hiện tại có mỗi 5 tướng thôi. Năm ra mình chỉ cần làm 5 cho là 5 cái set thôi. 5 set thôi, kiểu linh thạch thôi. Mình thật là cần làm nhiều làm gì, làm nhiều giờ cũng chẳng tác dụng gì cả. Thật ra mình sắp sửa hết tiền rồi. Tụt nhanh phết đấy, cường sau 5 set tụt nhanh phết đấy. À, mình thấy vừa đấy vừa tăng cái thuộc tính phụ này. Tức là khi mình cường lên nó xuất hiện thêm cả thuộc tính phụ nữa. Ô này nó tăng thêm cả thuộc tính phụ này. Ô cái này mình chưa để ý đâu, mình mới thấy trong video này. Thế ở đây bạn thấy rằng là tăng lên cộng 3 và được thêm một thuộc tính phụ nhá. Tăng lên cộng 6 và được thêm một thuộc tính phụ nữa. Có lẽ là tăng lên cộng 9 và được thêm một cái thuộc tính phụ nữa. Nói chung là bạn cứ cộng lên kiểu cứ 3 nhịp và được thêm một thuộc tính. Ô bạn thấy đây lên cộng 9 và được thêm một thuộc tính không? Thế cái này có lẽ là nó sẽ ẩn nó tăng theo cái cấp cường hóa đó. Nói chung mình cứ rút ra là những gì mình nhìn thấy thôi. Mình cứ rút ra là những gì mình nhìn thấy thôi. Mình sẽ đếm nhá, 2 nhá, lên cái 3 là thuộc tính phụ đúng không? Tiếp tục bây giờ lên 6 sẽ được thêm một thuộc tính phụ nữa. Cái nguyên tắc nó có vẻ khá đơn giản thôi. Một cảm giác bị sắp hết tiền rồi. Cái mũi tên lên là có tác dụng gì à? Chắc là cường thêm nữa là tăng tiếp à? Ôi thôi hết thật rồi. À cái lụa sẽ đổi ra tiền à? Thôi cứ để đây đã, mình chưa hiểu cái lụa nó dùng làm gì nữa. Nói chung mình cường hòm hòm thôi. Còn khá nhiều nhiệm vụ mình chưa làm, game lắm nhiệm vụ thế không biết. Rồi bây giờ mình nhảy vào đánh tí Vân Du ấy. Đánh tí Vân Du ấy. Có cái gì đánh cái thường trước không? Cái này còn cái này 8/9 này. Cái này chắc là chưa hoàn thành nhiệm vụ ở, à cái cuối này chưa đánh được 3 sao, thì đánh vào xem được 3 sao chưa nào. Lúc trước vào đấy mình chưa đánh được 3 sao, bây giờ phải đánh nốt 3 sao. Nó gọi là ba hoa à? Nói chung cái này nó mỗi cách gọi mỗi game khác nhau một tí. Nó có nhiệm vụ như kiểu nó yêu cầu đánh hạ trong bao nhiêu lượt ấy, thì kiểu mình đang đánh những kiểu nhiều hơn số lượng nó quy định ấy. Bây giờ mình quá mạnh lên một chút để mình đánh sao cho nó vừa số lượt nó quy định là mình hoàn thành nữa. Chứ là đánh con boss cuối nó mạnh hơn tí rồi, mấy con boss đầu mình thấy đánh rất là dễ rồi. Nhớ không nhầm con cuối phải đánh là trước 15 lượt trời mới hoàn thành cái nhiệm vụ đấy 3 sao. Đây con này sắp sửa mắc nốt rồi. À, mắc là bao nhiêu nhỉ? Hiện tại mình đang quên mất là mắc là bao nhiêu. Nhưng phải công nhận là game này thiết kế cái map dài thật chứ. Em thấy này đang được level 22 mà con này đã mắc rồi sao nhỉ? Thế mắc là bao nhiêu ta? Tại cái nhân vật chính của mình hiện tại với level bao nhiêu mà cái này mình chưa hiểu lắm. À đây có chuông đang báo cái gì nhỉ? À đây là xác nhận bạn bè không? Một số cái này nó bị quá hạn rồi xóa đi thôi. Ok rồi, đánh con boss này nếu mà thành công thì sẽ hoàn thành được.
Mình nãy vừa nâng sức mạnh lên tí thì mình cũng mong là thành công. Chứ mấy con đầu đánh rất nhanh, bây giờ quan trọng con boss thôi. Con boss đánh rất nhanh rồi. Con boss nó quyết định rất nhiều vấn đề thắng được hay không ấy. Đấy, sát thương này khá là lớn thì mình có thể đạt được mục tiêu đấy. Ok, và thấy là cái phát cuối cùng nó được tích nốt cái màu vàng của cái phát cuối cùng rồi đúng không? Nên ra mình đã hoàn thành mục tiêu rồi. Ê, quay về phó bản này. Những cái nào mà 9 trên 9 mà có hiện dấu đỏ là mình chưa nhận quà nhé. Hiểu nôm na thế. Ok, mình nhận xong hết quà rồi ấy thì nó sẽ không hiện cái dấu chấm đỏ nữa. Không phải thế, sau khi mình nhận xong hết dấu chấm đỏ không? Thế nguyên tắc cơ bản là thế thôi. Ở đây mình đã hoàn thành xong chưa nhỉ? Đây vẫn còn cái này là 0 trên 12, còn rất là nhiều cái chưa đi này. À, cái này chưa hoàn thành đấy, mình đi sang bên khó tí nào. Bên khó này mình đang ở 8 à. Thận cảnh mình chưa đi xong này. Nếu các bạn cho này bị lập đi lập lại hơi nhiều, đánh cái con yếu yếu nhỉ. Có thể đấy là cái chất riêng của game kiểu này, cứ đánh lập đi lập lại kiểu cái tương ứng cày thuốc ấy. Nói chung game này cảm giác phải cày nhiều lắm. Vẫn chiến thắng khá dễ dàng không? Phải là nhiều map quá, bây giờ mình chả nhớ chính xác mấy cái map mà nó đang đánh dở con nào nữa. Cái gì thấy cái nào chưa hoàn thành vào đánh nữa. Nhiều khi chả biết địch mạnh hay yếu vào đánh bừa. Nhưng một ngày nó ra quá nhiều map rồi mình đánh. Mình cũng nhận thấy kết quả của Kiểu Vĩ đánh chất thật đấy. Nó vừa ra nhiều chiêu đánh tất cả mục tiêu nhớ còn sát thương lớn. Còn rút độc cái thứ nó còn gây chịu rút độc cho địch. Mình cứ chỉ con Kiểu Vĩ đánh được nhiều máu này là mình thấy yên tâm thắng này. Ok, nhận quà này.
À đây vẫn chưa hoàn thành cái nhiệm vụ hệ này, chưa đủ được hết số sao không? Thôi cứ từ từ đã được. Đây là thêm ít tiền rồi. May quá đang túng lại được thêm tí tiền rồi. Ok, có lẽ trong video này mình sẽ kết thúc tại đây nhé. Mình ra đang thử ra cũng dài quá rồi. Thì nếu các bạn nào mới biết đến kênh của mình có thể subscribe kênh ủng hộ cho mình nhé. Và ngoài ra các bạn nào thấy video này hữu ích cho bạn có thể like cũng như là chia sẻ video. Ngoài ra có thể đăng ký hội viên Hồng Donate cho mình. Ngoài ra bạn có thể những ý kiến thì đóng góp cho kênh của mình cũng như là nội dung về game này, hay có kinh nghiệm gì hay muốn chia sẻ với mọi người ấy, thì các bạn mạnh dạn comment xuống dưới hoặc là inbox vào fanpage của mình nhé. Mình để dưới phần mô tả link fanpage các thứ. Còn bây giờ mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Xin chào các bạn nhé.